Ok, và hello, xin chào kênh của mình và mình là kênh Deepfly Gamer này. Hôm nay mình đang chơi trận đấu trường. Không tại sao mình mặc đồ boss á? Tại vì mình đang chơi server Indo. Mình sẽ làm một trận chơi bên cái server này. Mình nghe thằng bạn bảo là luôn là có nhiều ưu đãi lắm. Mình chả biết ưu đãi gì nữa nhưng mà mình vào đây kiểu là đã hay rồi đấy. Một trận trường này đối với boss này. Dễ đấy. Đối với bó cũng chả đi đặc sắc gì. Nhìn bọn mọi người mình vút tâm này. Headshot luôn này, headshot. Vút. Đứng im, để tao vút tâm nhanh. Có con chó này. Quay video này mình cũng chả biết tại sao mình lại quay nữa. Wow, ở video sau mình đi hướng đấy các bạn cách để chơi một cái server khác. Bây giờ server Indo ấy cho rất nhiều quà vậy. Nè. Bây giờ ta tiếp tục với trận đấu này. Nè. Bây giờ mình sẽ phóng ra chỗ thung lũng này cho đến khi nào có gặp địch như thế. Thì nhé, dù có xe mình TP ra đấy nha mọi người. Nè. Anh chị em nó úi xưa đang én nó lại từ nào bắn đi sao nhỉ? À đây em có chó này. Hết shot. Bây giờ tiếp tục hành trình ra thung lũng nữa. Đồ tân binh bên này nó chả từ Việt Nam nhưng mà nó lại không có cái mình chọn nhân vật mình cải linh người ạ. Úi trời, phá phê tự tử mà mình không hiểu là tại sao hai xe vớ lại kết bạn với nhau. Mà thôi. Con phó. Ôi dồi em, nó chết rồi. Này, giờ đây cũng thấy nhà bên nhà. Tạm biệt bọn, hẹn gặp lại. Bye bye.